Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là giao lộ Phan Xích Long với lại Phan Đăng Lưu. Thẳng hướng camera thì chúng ta theo con đường Phan Xích Long đi ra khu đường Nguyễn Đình Chiểu, và cái đoạn Phan Xích Long đó thì nhỏ, cái đường không có rộng như ở cái đoạn bên đây. Và tối nay mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ dạo một vòng con đường Phan Xích Long, cũng như đi vào một cái khu đường mà nó mang tên những loài hoa, thì ở đó để xem ở đó buổi tối như thế nào ha. Ở đây có ngã tư các con đường hoa lan, hoa đào, hoa phượng, thì con đường chính là con đường Phan Xích Long này. Đi tới chút xíu nữa có các ngã tư, chúng ta sẽ đi vòng vòng vô đó để xem ở trong đó buổi tối như thế nào ha. Con đường này là con đường lớn, tập trung rất là nhiều những cái quán ăn, rồi khách sạn, quán cà phê, các nhà thuốc rất là nhiều. Ở đây gần với khu chung cư Miếu Nổi. Đây là khu gì đây? Khu bệnh viện Hoàng Mỹ. Bệnh viện Hoàng Mỹ hình như buổi tối không có làm việc, như bệnh viện tư nhân đó mà. Có bệnh gì thì bệnh ban ngày thôi ha, buổi tối thì không có làm việc. Con đường này đạp xe rất là đã, nó mát mẻ vô cùng. Cái vỉa hè ở đây thì nó không có thông thoáng như vỉa hè của đường Lê Lợi. Tại vì đường Lê Lợi giờ các mặt bằng này đang trống, chứ nếu mà cho thuê đầy đủ full hết con đường thì chắc cũng không có trống trải được đâu. Thẳng cái hướng Phan Xích Long này, chúng ta sẽ đi đến Vạn Kiếp. Con đường Vạn Kiếp cũng là con đường rất nhiều những quán ăn. Đầy rẫy những quán ăn. Ở đây có những khách sạn ở trong hẻm luôn á. Khách sạn Thạnh Phát. Khách sạn Thạnh Phát ở trong hẻm luôn. Khu Phan Xích Long là khu có tiếng trong cái lĩnh vực vui vẻ, ăn chơi. Đây chúng ta quẹo qua con đường ngã tư Cù Lao nè. Đường Cù Lao. Nãy giờ đi mặt tiền nè. Bây giờ mình đi vô con đường nhỏ nhỏ ở đây để xem trong đây như thế nào. Nào mình đi thẳng vô con đường Cù Lao xem trong đây như thế nào. Cái con đường nó ở trong đây cũng quá trời quán chứ hả, cà phê rồi quán ăn, đặc biệt là cà phê quá trời. Mà trong đây có vẻ là không có đông bằng mặt tiền đường Phan Xích Long. Mà bây giờ là khoảng hơn 8 giờ tối. Đây là giao lộ Cù Lao với lại Hoa Đào. Bên phải là hẻm 121 Cù Lao. Rồi bên trái là đường Hoa Đào. Chúng ta đi vòng vòng ở các con đường hoa này. Các con đường hoa thì không biết như thế nào ha. Đi đường Hoa Đào hơi vắng nè. Đi Hoa Đào này giống như là đi ở Phú Mỹ Hưng vậy đó.
Tới đây là Hoa Phượng. Chúng ta quẹo phải ngã tư Hoa Phượng với lại Hoa Đào. Hoa Phượng quá trời cà phê ha. Bên đây là gì đây? Hoàng Ti, ở nhà hàng Hoàng Ti gì? Lớn quá hả? Đặc sản Tráng Bàn Tây Ninh. Quán An Miên. Quán An Miên là bán gì đây? Rồi tới mì cay, mì cay Sashin. Tới đây quán quán cà phê. Rồi ra kia là con đường, con đường hình như là đường Hoàng Sa Trường Sa gì đó ha, ven bờ kênh Nhiêu Lộc. Rồi chúng ta quay trở lại nha. Vòng vòng đây mát mẻ dễ sợ, quá trời quán cà phê, quá trời quán ăn. Quán ăn xen kẽ quán cà phê. Đây có chả cá Lã Vọng, cái tòa nhà rất lớn, chỉ bán chả cá thôi, 106 cù lao, nhưng mà hơi là vắng. Đây cơ quan quán cà phê ngay góc Hoa Phượng với lại Hoa Mai. Quán cà phê nhà gỗ đó. Mà đông ghê ha. Đối diện có quán Ghế Đậu. Những cái quán mang tên rất là mộc mạc, Ghế Đậu. Chỉ đơn giản là một cái ghế đậu để ngồi uống cà phê thôi. Ai muốn dựa mỏi lưng thì không có. Ở đây là đường Hoa Mai nè. Xoay cà phê rồi sushi. Tới đây là đường Hoa Sứ. Anh chị thích hoa nào? Hoa Mai, Hoa Đào, Hoa Phượng hay Hoa Sứ? Mà quẹo trái Hoa Sứ đi. Đi thẳng hướng này là ra Phan Xích Long. Có cái đám tang. Ở Việt Nam thì cái gì cũng lề đường hết trơn ha. Nhiều bán ngoài lề đường thì nó đông hơn là bán ở trong nhà. Tới đây là đường Hoa Lan. Đúng rồi, Hoa Lan. Đường Hoa Lan có mấy đường luôn. Trong đây cũng là Hoa Lan luôn nè. Đáng lẽ đây là cái hẻm chứ sau đây cũng là đường Hoa Lan luôn ha. Đường Hoa Lan thì có khách sạn phòng theo giờ 70.000, 120.000. Có sông hơi. Xe máy quá trời luôn.
chắc là đi chơi đâu mệt mỏi rồi cái vô khách sạn nghỉ ngơi chừng tiếng khỏe về. Ờ, ra đây là con đường gì đấy? Con đường Cù Lao. Đường Cù Lao. Rồi, chúng ta quẹo trái Cù Lao luôn. Hồi nãy Cù Lao mình đi có một đoạn thôi, đi chưa hết. Đây có một đoạn nữa. Đi vòng vòng, đi qua đi lại, đi qua đi lại. À, thẳng hướng Cù Lao này là ra Trường Sa. Quẹo trái vô hẻm này, hẻm 52 đường Cù Lao, để ra hướng Phan Xích Long lại. À, sâu sâu trong các hẻm thì quá trời những khách sạn ha. Quá trời khách sạn, cà phê, các con đường hoa này. 1 giờ 80, 2 giờ 100. Khách sạn Tony 1 giờ 60, 2 giờ 80. Chỉ có 80.000 thôi. Ở đây có khách sạn Cupid. Khách sạn này đẹp nè. 52/25 Cù Lao. Ở ra đây là đường Hoa Lan. Ồ, quá trời khách sạn theo giờ luôn á. Ở đây giống như là ở chỗ Sư Vạn Hạnh á ha. Sư Vạn Hạnh nó dài. Khu karaoke. Đó, khách sạn Nguyên Nga. 1 giờ 80, 2 giờ ôm 1 giờ 60, 2 giờ 80. Đó, mình chỉ mới đi có một nhánh phía bên phải của con đường Phan Xích Long, các con đường hoa thôi. Nó còn nhánh bên kia nữa. Nên chạy qua nhánh bên kia xem thế nào ha. Ờ, tại đây là giao lộ Phan Xích Long rồi nè. À, bên kia là cầu Trần Khánh Dư. À, cầu Trần Khánh Dư đi qua bên Tân Định. À, nhưng mà ở đây mình không có chạy thẳng lên cầu anh kia được, phải chạy vòng vòng. À, ngày đây có quán cà phê Katina lớn kìa. Và đây là con đường Hoa Lan. Và những con đường hoa chúng ta thấy nó yên tĩnh hơn là các con đường mang tên khác. Ở đây nhà nào cũng đẹp ha, nhà nào cũng đắt tiền, những kiểu là thấy đắt tiền rồi đó. Đây cũng có rất là nhiều những mặt bằng rào cho thuê. Ra đây là khu Miếu Nổi, đường Miếu Nổi nè.
chúng ta quẹo trái nè. Quẹo trái này ra Phan Xích Long à. Qua bên kia cũng các con đường hoa nữa. Ở đây thấy nhộn nhịp hẳn lên ha. À, con đường Phan Xích Long thì cũng có rất là nhiều những khách sạn. À, rồi thôi ta quẹo quay trở lại, quay lại con đường Miếu Nổi đi, đi qua khu Miếu Nổi rồi đi về luôn. Nay đạp một vòng vậy thôi. À, giờ đạp về nhà mới làm biếng nè. À, đạp từ đây tới nhà là chắc cỡ nửa tiếng. À, lâu quá không có đi tới khu vực này ha. Không ngờ về đêm ở đây nhộn nhịp, đặc biệt ở con đường Phan Xích Long quá trời quán ăn. À, còn có đường hoa hồng nữa, đường hoa hồng ta chưa đi, nó cũng giống như hoa lan hoa đào vậy. À, cũng nhiều khách sạn. Ở đây là khu chung cư Miếu Nổi, đường Vũ Huy Tấn, khu rất là nhiều những quán cà phê. Rồi chúng ta sẽ đi qua qua cầu, đi qua Tân Định. Quán cà phê quá trời luôn. À, mình sẽ qua cầu Hoàng Hoa Thám để đi về. À, đây là con đường Vũ Huy Tấn để đi thẳng ra Đinh Tiên Hoàng, cũng như là Lê Văn Duyệt. À, con đường Lê Văn Duyệt ha, ngay đổi tên thành Lê Văn Duyệt lại rồi. À, đây có quán cà phê cũng thấy quá trời quán. À, rồi chúng ta sẽ lên cầu, lên cầu Hoàng Hoa Thám. Mình sẽ đi qua Tân Định. À, lâu quá không có đi qua khu vực này. Có đạp lên cầu nổi không? 1, 2, 3. Ngay dốc cầu có cái đèn đỏ nữa. Người ta xuống dốc người ta phải dừng đèn đỏ nữa. Chỉ có ở Việt Nam thôi. À, quán cà phê bây giờ quán nào cũng đa phần là các bạn trẻ với một cái bình shisha. Vừa uống cà phê vừa hút shisha, hoặc là vừa uống cà phê vừa hút thuốc lá điện tử với đủ hương vị ha. Mà thuốc lá điện tử khói dữ lắm, phun một cái là mịt mù luôn á. À, đây dòng kênh Nhiêu Lộc. À, chúng ta thấy hai bên sông. À, đây khu chung cư ở bên Miếu Nổi. À, rồi chúng ta tiếp tục qua bên khu vực bên đây là khu quận Nhất. À, cách nhau một con sông thôi. Đường đây mang tên là đường Trần Nguyên Đán ha. Đường Trần Nguyên Đán, khu Tân Định. À, rồi thôi cái video clip ngày hôm nay vào một vòng ở các con đường hoa chia sẻ anh chị và các bạn.
Hy vọng thông qua những hình ảnh này thì chúng ta biết được Sài Gòn ngày hôm nay ở các con đường hoa ở Phan Xích Long thì nó như thế nào. Và một lần nữa cảm ơn đến tất cả của quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.